Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì mình tên là Hiếu ha. Ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đăng nhập bằng Google. Thì ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là đăng nhập bằng Facebook rồi, thì clip này đăng nhập bằng Google ha. Thì đây mình có một cái password. Thì password này thì clip trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn. Mình sẽ share cái password này ở dưới phần comment ha. Các bạn sẽ tải về rồi các bạn xem ha. Mình đã cài đặt là mình sẽ sử dụng chung cái là Laravel Social. Thì tại clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là đăng nhập vào Facebook, mình đã cài cái này rồi thì mình không cần cài này nữa. Rồi tạo app, cái phần thứ hai là cũng giống như Facebook, thì là tạo app Facebook thì các bạn mới đăng nhập Facebook được. Thì bây giờ cũng mình muốn mà đăng nhập bằng Google á, thì mình phải là tạo app của API. Thì để tạo cái app Google API á, thì bây giờ mình vào Google ha, mình vào Google thì các bạn search cho mình đó là console Google API đi ha. Rồi thì các bạn search cho mình như vậy, thì ở đây nó có là ở đây là cái nick demo của mình ha. Đây nick demo thì các bạn sử dụng gì, cái mà tài khoản mà các bạn muốn đăng nhập bằng tài khoản đó ha, thì các bạn dùng ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào Google API ha, console. Thì ở đây đó, đây là giao diện đúng của nó nè ha. Thì mình sẽ gì? Bây giờ mình sẽ tạo một cái project mới, create new project ha, got it. Rồi, thì mình sẽ tạo là my project đi, my project Hiếu Tấn đi. Hiếu Tấn. Rồi ok. Create. Đang chạy ha mấy bạn. Rồi. Thì sau khi mà nó đây mình có này, trong 1 phút này in notification cả nó. Rồi sau đó mình sẽ gì? Mình sẽ enable APIs and services ha. Rồi, đây là coi như chắc. Rồi các bạn vào cho mình là khi các bạn click vào enable á, API services, mình click lại ha. Mình click lại cho các bạn biết ha. Đây, click vào cái này. Đó. Rồi mình kéo xuống dưới cùng mình có là Google Social nè, mạng xã hội nè, Google Plus API. Mình sẽ click vào đây chứ không có click vào Google Plus Domain API ha. Mình click vào Google Plus API. Thì sau khi các bạn click vào rồi thì enable, các bạn bật lên enable ha. Mình bật lại enable. Rồi. Sau đó ở bên tab bên phải của mình nó sẽ có là gradients ha, gradients, create gradient nè. Các bạn click vào create gradient, các bạn làm từng bước như mình ha. Đấy. Rồi sau ở trên đây nè, các bạn create event thì mặc định config auth mặc định mình là click vào API key ha, click vào rồi API key. Các bạn nhấn close. Close đóng ha. Thì mình xem lại ha. Đây. Các bạn click lại cho mình ha. Sau khi các bạn là tạo API key rồi, các bạn click vào cho mình là configure consent string ha, click vào đây. Thì ở bên đây nó sẽ có gì? Cái tab gradient, các bạn click vào gradient nè. Thì ở đây các bạn click lại lần nữa cho mình create gradient, thì nó sẽ có là auth and auth authentication client ID. Thì các bạn click vào client ID này ha, client ID này. Mình xóa cái này đi ha. Xóa cái này đi, mà không cần cái API key one này. Rồi. Thì mình sẽ có là các bạn tạo cho mình click vào là auth client ID ha. Đó. Rồi sau đó các bạn to create client ID you must set product name on the config internal how to want to configure include that you can only source source internal. Rồi để tạo ha, để tạo cái gì, để tạo các bạn phải để tạo cái gì, cái authentication, thì các bạn phải tạo cái consent screen này. Thì các bạn click vào ít tin ở các bạn click vào cho mình cái là authentication consent screen ha, external, các bạn nhấn là create. Thì ở đây là application name nè, thì mình sẽ cho là my project ha. Ví dụ như là my project login đi.
Rồi cái này cái InMay thì các bạn upload cũng được mà không upload cũng được, thì cái này là coi như là tạo cái application, nó giống như cái app vậy bạn, của Facebook vậy đó. Thì Google nó cũng tương tự, nó cũng y chang ha. Thì mình có thể là upload ảnh, không thôi thì đây cái email của mình ha, email của mình đây, email Gmail mà mình đã sử dụng cho cái nick này nè. Thì Xcode có nghĩa là mình share lại email nè, mình share profile nè, mình share open ID ha, mình share ba cái trường này. Thì ví dụ như các bạn muốn share thêm một cái trường nữa thì các bạn search ha, ở đây không biết nó có trường name hay không. Ở đây nó không có trường name không các bạn. Rồi thì tạm thời mình share ba trường này trước ha. Rồi sau đó là gì, mình sau đó là mình xuống đây mình sẽ home link. Cái home link của mình là không có ha, cái home link của mình thì mình sẽ copy cái project của mình này, project của mình ha. Home link rồi, home link must be host domain list in the domain nó có hiệu lực thì mới được. Rồi cái này các bạn xóa đi ha, các bạn nhấn thử nhấn save. Rồi ok, thì coi như là các bạn đã tạo xong rồi, thì các bạn không cần phải gì, không cần phải có cái đường link đó ha. My project login đây, đây là cái app của mình ha. Rồi sau đó mình tạo cái credence create auth client id ha, mình nhấn vào web application ha. Bây giờ nó mới cho mình tạo nè đó, bây giờ nó mới cho mình tạo nè. Rồi bây giờ cái name của mình là name required, name của mình là login Google GG ha, GG đi create. Xin lỗi các bạn ha, mình thiếu một cái nữa là mình edit nè, thiếu nó phải có gì giống như Facebook, nó phải có cái gì, nó có phải redirect URL, cái này là JavaScript origins, các bạn không cần phải ha. Đây, authorize redirect. Rồi ok, thì mình sẽ quay lại cái trang gì mà mình muốn quay lại ha. Ví dụ như mình muốn quay lại cái trang là Google Admin Callback Admin. là mình đã sử dụng cho cái gì, Admin Callback là lúc trước mình đã sử dụng cho cái thằng Facebook rồi. Các bạn mở lại cho mình cái group web lên, group 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 ở đâu rồi, group web lên. Thì ở bài trước mình đã là sử dụng cho cái thằng Admin Callback, cho thằng Google trong Facebook rồi, thì mình không sử dụng lại nữa. Thì ở đây mình Admin. đổi một tí xíu là Google Callback ha. Đấy thì mọi login bằng Facebook và Google các bạn phải có hàm callback trả về ha. Rồi sau đó nè mình nhấn gì, mình nhấn save đó. Thì nó sau khi nó save xong thì mình lít sửa, thì ở đây nó có nè client ID, nó tương tự như cái thằng gì Facebook thôi ha. Thì các bạn copy cái này rồi, nó sẽ có là line ID lên secret, secret ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm tương tự nữa ha, thì coi như là mình đã tạo xong cái gì Google API rồi. Bây giờ mình sẽ cái trường này mình có rồi ha, cái trường này là mình sử dụng chung social nè, mạng xã hội mình sử dụng chung với cái trường Facebook mình đã tạo ở bài trước ha. Rồi tiếp tục sau đó tạo model nè, mình có model luôn rồi ha, tạo model mình có model luôn rồi. Đây mình mở lại model ha, các bạn nào chưa có thì các bạn tạo model với nội dung tương tự mà mình share trong cái file Word này. Thì các bạn nào đã xem bài trước rồi thì không cần phải tạo nữa ha. Rồi tiếp tục là gì, mở envelope lên mình copy cái dòng này ha. Đấy envelope nè, thì khi các bạn mở file envelope lên thì nó sẽ có cái file Facebook mà mình tạo lúc trước nè. Bây giờ lúc trước là em bằng Facebook ha, đó bây giờ mình đăng nhập bằng gì mấy bạn, đăng nhập bằng Google, thì các bạn copy những cái mã này vào. Rồi đó, Google ID nè ha. Rồi tiếp tục là cái mã secret. Secret rồi tiếp tục là gì, tiếp tục là cái trả về là mình sử dụng là gì, mình sử dụng là hàm mà mình sử dụng là Google Callback ha, cái này là Google nè, là gì, là Google Callback đúng không, bắt buộc cái này, cái hàm callback này các bạn phải ghi giống y chang như là cái callback này ha. Đó nếu mà các bạn ghi sai thì mặc định nó sẽ báo lỗi là cái gì, cái đường dẫn callback nó không đúng ha, trả về không đúng, bắt buộc ở đây ghi sao thì ở đây các bạn phải ghi như vậy. Rồi rồi sau đó các bạn mở cho mình cái gì, đây tiếp tục
mở cho mình cái file gì, service config service ha, y chang như cái bài Facebook đăng nhập bằng Facebook mà mình đã hướng dẫn cho các bạn ở clip trước. Đấy, đây Facebook nè, của thằng Facebook ha, bây giờ là của thằng gì, của thằng Google ha. Đó, quá dễ hiểu, không có gì là khó đó. Rồi cái này y chang luôn ha, Google Copilot, các bạn kiểm tra lại coi ha, Google Copilot. À cái này đường dẫn sai nè. Đấy. Rồi, các bác. Rồi, để mình sửa lại cái file Word này ha. Word mà mình share cho các bạn mình sửa lại. Thôi mấy bạn lại không hiểu nữa. Rồi ok. Rồi sau đó là cái này là mở phần việc config app ra, thì ở trước á cái này chỉ copy cái gì, cái provider là cái gì, Socialize, và cái gì, cái alias của Socialize thì mình đã copy từ bài trước rồi. Đó mình sử dụng chung cái plugin Socialize mà. Đó cho nên là mình không cần cái này nữa. Rồi các bạn mở root lên, copy hai cái dòng này. Thì mặc định nó cũng giống như là login Facebook, cái này là login Google ha. Mình sửa lại login Google. Rồi. Đó. Bạn nào mà theo dõi mình clip trước mà login Facebook á, thì clip này nó cũng dễ thôi. Login Google mình đổi lại ha, Google Chrome nè. Đó, nó phải đúng cái đường dẫn với Google Chrome ha. Đó, Google Chrome ha. Google Chrome rồi, nó sẽ vào này, login. À, hàm là hàm gì, Chrome login và hàm login Google. Rồi, sau đó là gì? Sau đó là mình chỉ việc là mở cái gì? À, cái này là copy có rồi ha. À, bây giờ mình mở là mình sử dụng login controller mà đúng không, mình mở là có login controller lên. À login controller là của gì, của cái project khác. Bây giờ mình mở cái admin controller lên, admin controller mình sử dụng admin controller ha, mở lên. Rồi login Facebook nè, login cái hàng callback của Facebook ha, coi như là mình đã login xong rồi. Bây giờ mình tiếp tục là login Google, mình copy cái hàm này vào. Thì cái hàm này mặc định là mình dựa theo cái rồ cái project này ha. À, mình sẽ giải thích cái mã code cho các bạn sau ha. Bây giờ mình thử. Bây giờ cái mã code này y chang vậy ha. Y chang vậy. Bây giờ mình thử coi cái mã code này nó chạy chưa ha. Nếu mà nó chạy thì mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu cái mã code này. Rồi. Thì cũng ngắn thôi, đây là nó cũng là cái redirect của thằng login Google. Thì khi các bạn đánh mà login Google nè, à login Google nó sẽ trả về cái hàm gì, login Google ha, login Google. Rồi cái hàng gì, hàng Google Callback thì nó sẽ trả về Callback Google, nó Callback Google đây đó. Thì cái này là cái hàm, các bạn phải viết thêm một cái hàm nữa là file or create user. Thì cái hàm này là cái tên hàm thôi đó, tên hàm thì các bạn biết ở dưới đây luôn, có nghĩa là tìm hoặc tạo user mới, có nghĩa là nó tìm trong cái database social mấy bạn, database này. Ví dụ như mày đã thêm rồi thì tao chỉ cho mày vào, login vào. Nếu mà mày chưa thêm thì tao sẽ tạo gì? Tao sẽ tạo cái user mới ha. Rồi. Mình sẽ giải thích mã code cho các bạn sau. Bây giờ mình thử login thử ha. Bây giờ mình sẽ đánh là login Facebook rồi, mình là login Google. Enter. À, đấy. Redirect URL mismatch có nghĩa là không đúng ha. Rồi, mình sẽ xem lại nè, không đúng. Không đúng ở chỗ nào, tutorial sub level callback này ha. Mình sẽ xem lại hai cái file này rồi, và một cái file nữa đó là cái file service tutorial sub bán hàng Google callback ở Google callback web, mình coi lại ha. Google callback callback Google login Google. Nó đúng rồi mà tại sao nó lại là kêu là không đúng tutorial. Mình copy cái này ha, copy cái này. Rồi, các bạn ra đây. Tiếp tục là cái service. Sẽ copy xuống. Nói ra. Rồi, bây giờ mình thử lại ha. Quay lại. Mình thử là login Google. À, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Cái này nó lưu lại cái key trước mấy bạn. Bây giờ mình thử vào cái gì? Mình thử vào cái trình duyệt ảnh danh, duyệt ảnh danh mình login, login gì, login Google mismatch. Ồ, cũng bị lỗi luôn, mình xem lại ha. Google
À, bị lỗi này chỗ này nè mấy bạn, không phải là bị lỗi callback đâu, nó bị lỗi là mình copy này mà mình chưa sửa lại mấy bạn ha, mình phải sửa lại hàng kia nó bị lỗi, thấy chưa, các bạn thấy chưa, đó lỗi là do là cái client ID và cái client secret nó không đúng với nhau ha, đó tại vì mình copy từ file Word cho mình chưa có chỉnh sửa lại đó thì không đúng, nó sẽ bị lỗi. Rồi bây giờ mình thử lại ha, mình sẽ là login login Google. Rồi, login Google ha. Rồi mình enter nè. Thì mặc định nó sẽ trả về gì? Đó. Chọn tài khoản để tiếp tục với My Project Login. Thì My Project Login nó là cái gì mấy bạn? Nó là cái project của mình mà mình vừa mới tạo ha. Đó mình vừa mới tạo My Project Login. Rồi. Thì mình sẽ sử dụng cái tài khoản là Tấn Hiếu 2018 nè. Ha, mình sử dụng cái tài khoản này. Thì mặc định nó sẽ gì, nó trả về à, nó không có hiểu hàm cái user này ha, nó không có hiểu user này thì mình sẽ duyệt nè, bây giờ mình duyệt đó, mặc định cái này bị lỗi thì mình không có tính cả nó đi à, đó nó đã thêm vào cơ sở dữ liệu được rồi nè, cái này cái gì provider user ID ha, rồi tiếp tục là cái gì cái admin nè, đó Hiếu Chen 2018, password thì không có ha, admin nó không thêm vào được à, cái này nó chưa thêm vào mấy bạn, này nó chưa thêm vào, nó chỉ mới thêm vào cái provider này thôi, nó sẽ không xác định được cái thằng user. Bây giờ mình qua lại cái trang admin controller mình sẽ xem ha, mình sẽ xem lại ha. Rồi à, mình thấy cái lỗi ở chỗ là clip trước mình đã làm cái code này là admin email, thì bây giờ là admin email nó trùng khớp nè, tại vì mình sử dụng clip trước cũng sử dụng cái gì cái Facebook có gì có cái email là Hiếu James 2018. Rồi bây giờ mình xóa cái này đi ha, ví dụ mình thử xóa đi ha, rồi mình thử xóa dưới social này, mình thử xóa lại cái dòng đăng nhập Google này, rồi mình thử lại ha, mình thử lại lần nữa ha, bây giờ mình sẽ xóa cái dòng này đi, rồi mình sẽ login lại, login Google enter, nó sẽ redirect về cái trang name 2018 nè, nó có nè email name password Google Compact. Này là chưa có admin, nếu trống thì thêm vào. Các bạn ẩn cho mình cái dòng này ha, các bạn ẩn cho mình cái dòng này, bây giờ mình làm thử lại ha, ẩn cho mình cái dòng này luôn, ẩn cái dòng này luôn, rồi cái này mình thêm sau, bây giờ mình làm lại ha, login Google enter không xác định là admin phone à, mình thiếu, mình nhả hai cái dòng này ra ha, admin phone admin phone mấy bạn, tại vì mình có gì trong cái admin mình nè, trong cái admin mình có admin phone ha, admin phone đó, admin phone ở đây mình cho là rỗng luôn ha, admin phone ở đây mình cho là rỗng luôn. Rồi bây giờ mình thử làm lại ha, này thiếu trường thôi chứ không có gì hết, login Google enter đó, nó quay trở lại admin dashboard cho mình, thì admin dashboard mình không có ha, admin dashboard mình không có thì mình sẽ gì, mình sẽ quay trở lại dashboard thôi ha, dashboard thôi. Rồi bây giờ mình vào thận lại cơ sở dữ liệu nè, đó nó thêm cho mình được là Hiếu Chance là mình đang sử dụng gì, cái gì cái tài khoản Hiếu Chance 2018 gmail.com nè, admin name Tấn Hiếu 2018 nè ha, y chang luôn. Bây giờ mình social nè, đó nó thêm vào được rồi, user là 7, provider là Google ha, provider user ID là đây, ID nó đây, còn đây là ID của thằng Facebook ha,
Rồi coi như là mình đã vào được rồi. Thì bây giờ ví dụ như mình login lại lần nữa, mình quay lại giặt pin nè. Mình đã có cơ sở dữ liệu rồi ha. Nó thêm rồi thì nó sẽ sử dụng gì? Nó sẽ sử dụng cái hàm trên này ha. Đó. Rồi, cái này là file hoặc tìm cái gì user. Chưa có user thì nó thêm user, còn đã có rồi thì nó sử dụng cái hàm callback Google này. Rồi bây giờ mình thử ha. Bây giờ đã có user rồi thì mình sẽ enter. Mặc định nó sẽ quay lại dashboard ha, dashboard cho bạn. Admin login, cái này là các bạn chuyển lại cho mình là admin name ha. Admin name. Tại vì sao? Tại vì cái ở đây nó chưa có xuất ra cái name nè. Thì tại sao? Tại vì cái mình khai báo là admin admin layout đây, mình khai báo nó là admin name ha các bạn. Đâu rồi nè, admin name nè. Đó. Thì cái admin login này từ những cái gì cái file khác cho nên là mình đó các bạn phải biết biến chuyển cái mã code của mình ha. Rồi bây giờ mình thử lại ha. Ăn suất nè. Mình đăng nhập lại bằng login Google, enter. Đó, Tấn Hiếu 2018. Rõ ràng là cái Google của mình có tên là Tấn Hiếu 2018 nè. Đó, tài khoản Hiếu James. Ok chưa? Đấy. Ăn suất. Rồi bây giờ ví dụ như không có trong cơ sở dữ liệu, mình làm lại lần nữa ha. Pin làm lại lần nữa. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ đăng xuất lại nè, login bằng bây giờ mình vào lại cái admin cái này, admin đâu rồi? Admin login ha. Mình copy cái dòng là login bằng Facebook. Bây giờ mình có thêm một cái dòng nữa là login bằng Google. Ok chưa? Login bằng Google. Đỡ phải đánh bằng login này chi cho nó cực rồi, admin. Rồi, ok, bây giờ mình login bằng Google ha, login bằng Google. À, login bằng Google, click vào. À, không xác định được user. Nó thêm rồi nè. Đây nó cũng thêm được luôn rồi ha, mình làm lại ha. Enter. Login Google. Đó, nó cho vào. À, vậy là coi như là mình sẽ xem lại ha. Rồi các bạn, cái đây cái mã code đây mình hiểu rồi tại sao nó là như vậy ha. Đây thì cái mã code này thì ví dụ như các bạn chưa có user ở trong cái table này ha, chưa có user trong table này thì khi các bạn mà sử dụng cái gì cái như mình sử dụng cái auth user này thì cái auth user này là mặc định cái trong cái nó đã có gì, nó đã có cái dữ liệu ở trong trong chọn login, nó đã có dữ liệu login rồi thì nó sẽ lấy cái profile user ID này, nó sẽ so sánh với user ID ha. Thì user ID nó sẽ so sánh với cái dòng, nó lấy cái profile user ID nè là cái dòng này, nó sẽ so sánh với cái user ID là cũng cái dòng này luôn thì nó sẽ lấy ra được cái user ID mà nó đem so sánh ha. Thì cái này nè, lúc mình xóa đi rồi thì mặc định đây là ví dụ như lần đầu tiên mà các bạn login vào thì mặc định các bạn không thể dùng cái biến cái này auth user này được ha, tại vì có đâu mà đem so sánh đúng không? Đó thì mình sẽ so sánh một cái sau khi nó gì, sau khi nó save được dữ liệu, sau khi nó login và nó save dữ liệu vào gì vào cái cơ sở dữ liệu rồi thì nó sẽ tất cả nó làm cho cái biến hiếu này. Rồi thì mình sau khi nó save xong rồi, nó lưu vào rồi thì mình sẽ lấy cái dữ liệu của cái dòng này thì mình đem cái gì, đem cái hiếu user này, có nghĩa là cái user bằng 10, mình so sánh với cái admin là 10, mình sẽ lấy ra được cái gì, lấy được admin name không, đem vào admin ID đúng không? Đó rồi sau đây mình sẽ giải thích cái gì cái mã code cho các bạn hiểu ha. Rồi sau đây mình sẽ giải thích cái mã code cho các bạn hiểu đó. Thì cái mã code như sau, cái này là cái redirect, các bạn ghi y chang Google ha, nè Facebook nè, cái này là các bạn ghi y chang Google, establish user ha, các bạn ghi y chang đấy, các bạn có thể là ghi user cũng được, khỏi cần phải stateless cũng được, nhưng mà các bạn thêm cho mình cái stateless này đấy. Rồi auth user có nghĩa là nó sẽ lấy cái hàm này, có nghĩa là hàm user này, thì cái user này nó sẽ có gì, nó sẽ có hai cái thứ như vậy. Ví dụ như mình sẽ đóng cái này lại, file user này lại ha. Mình sẽ xuất ra cho mấy bạn xem được là nó sẽ lấy được bao nhiêu trường nè, user ID nè, return user ID ha. Rồi tiếp tục là gì? Trường name. Cái này là cái trường của thằng Google mà nó trả về á mấy bạn. Rồi cái trường nè, để các bạn thêm vào nè, thêm vào cơ sở dữ liệu nè, email.
trường name và gmail ha, ba trường này thôi. Rồi bây giờ mình thử là login bằng Google đó, mặc định là nó trả cho bạn về ID nè. Rồi bây giờ nó trả về cái trường name nè, cái trường name cho mấy bạn ha. Các bạn login lại lần nữa, rồi login Google. Enter đó, name, và tiếp tục là cái trường email thì nó cũng trả về tương tự luôn chứ không có gì hết ha. Cái này nó làm hơi mất thời gian thôi chứ, mấy bạn thông cảm mình ha, tại cái này nó cũng hơi khó tí xíu, mình phải giải thích cho bạn nè. Đó rồi ha, coi như nó trả về ba trường thành công đấy, ba trường này thành công rồi. Sau khi nó trả về ba trường rồi thì mình sẽ có là mình khai báo biến Odd User. Thì cái thằng user này mình đẩy qua cái gì, cái biến này mình đẩy qua cái gì, cái cơ sở dữ liệu này, để nó lấy cái thằng user nó làm gì, nó thêm cơ sở dữ liệu. Còn cái provider này là Google ha, cái provider nè, cái provider này là user ha. Đó thì mình sẽ có hai cái gì, hai cái tham số trong đây là user đó, để mình lấy gì được cái username, email và ID, ID name và email để mình thêm vào cơ sở dữ liệu. Rồi tiếp tục là Google, thì Google ở đây có nghĩa là gì, account name có nghĩa là gì, nó sẽ lấy cái provider user, có nghĩa là nếu mà đã tồn tại cái người dùng đó mà đăng nhập với cái gì, với cái user ID là gì, là như vậy, với cái user ID là như vậy ha, nó sẽ đem đi so sánh mấy bạn. Đó, với cái user ID là như vậy đó, thì coi như là nếu mà có tồn tại thì trả về gì, trả về auth user, trả về auth user, và sau đó gì, và sau đó nó sẽ đem so sánh login và gì, và gán cho cái trường name ID, và sau đó quay vào đăng nhập thành công ha, nếu mà người dùng đã đăng nhập rồi. Cái này dòng code nó rất dễ hiểu ha. Còn nếu mà người dùng chưa đăng nhập, có nghĩa là eo nè, nếu mà đăng nhập rồi thì trả về gì, trả về auth user, mà còn nếu mà chưa đăng nhập thì mình sẽ khai báo một cái biến, đó là hiếu, là một cái biến hiếu với hai cái gì, cái cột là provider ID, user ID và provider là Google đó mấy bạn. Cái hàm này là string to upper, có nghĩa là làm cho cái gì, cái provider là mình đã truyền qua đây nè, là Google mình đã truyền cái provider qua đây nè, là mặc định cái provider, cái biến provider này là Google, mình chỉ có cho nó lên hoa thôi ha. Cái câu lệnh là string to upper có nghĩa là nó sẽ biến tất cả mọi ký tự thành hoa hết chứ không có gì cả ha. Rồi tiếp tục là mình gì, mình thêm một cái biến ORAM giống như Facebook thôi, thì mình chỉ có là lấy ra dữ liệu where, điều kiện là gì, điều kiện là admin email ha, điều kiện là admin email, mình quay lại cái thằng admin đó, điều kiện admin email bằng gì, bằng user email, có nghĩa là bằng hiếu_trends2018@gmail.com nè mấy bạn. Đấy thì mình sẽ lấy ra, sau đó là gì, mình thêm vào ha. Mình nếu mà gì, nếu mà không có dữ liệu, có nghĩa là gì, nếu mà người dùng chưa có đăng nhập bằng tài khoản này thì nó sẽ thêm tài khoản này vào là admin name nè. Cái này câu lệnh là chỉ dùng để check là có hay chưa có thôi ha. Nếu mà dấu than chấm than có nghĩa là chưa có, còn nếu mà vậy là có rồi ha, nếu là chưa có nè. Nếu chưa có mình làm gì, nếu chưa có thì dễ thôi, mình khai báo mình thêm vào admin name nè, thêm vào các trường thôi ha. Password mình để trống, tại vì sao, tại vì mình đâu có cái password của thằng Gmail được cho vào đây được ha. Đó biết rồi, thêm thêm admin nè, phone ha, trống, status bằng 1 ha. Rồi cứ việc các bạn có bao nhiêu cột thì các bạn cứ ghi bấy nhiêu cột vào đây. Thì cái thằng hiếu nè, login là cái hàm, thì cái hiếu này mặc định nó là cái gì, cái model social đúng không. Bây giờ mình mở lại cái model social nè, cái model social đó, thì cái hàm này là hàm login, thì hiếu là model social. Suy ra login có nghĩa là suy ra cái gì, cái function login chứa gì, chứa cái model login này ha, thì và cái gì, khóa ngoại là user, thì nó sẽ lấy cái khóa chính của cái thằng admin ID này, nó thêm vào khóa ngoại user là có nghĩa là 13 nè, nó thêm 12 nè, có nghĩa là thêm vào user là bằng 12 nè. Rồi đó rất là dễ hiểu. Đây hàm associate có nghĩa là liên tiếp, có nghĩa là gì, nối giữa cái thằng này và thằng này ha, thay vì mình ghi như vậy đó, nhưng mà không, mình sẽ nối giữa thằng này với thằng này ha. Đó nó sẽ lấy khóa chính của cái thằng này nè, khóa chính của thằng này nó sẽ thêm vào về khóa chính là admin ID, nó sẽ thêm vào cái thằng user, user là 12, thì khóa chính hiện tại bây giờ là 12, thì các bạn cứ thêm vào, nó thêm ví dụ 13 người, 13 thì ở đây nó thêm vào một người nữa, và cái user nó là tăng lên 13 ha. Đó để nó đem đi đối chiếu thôi.
Rồi save, sau khi save xong rồi mình sẽ lấy ra gì, lấy ra cái gì, cái name và cái gì, cái admin ID, dựa vào cái gì, dựa vào cái hiếu user, có nghĩa là dựa vào cái ID ở đây là 12 đó. Thì chủ yếu là mình cho xuất xuất ra cái tên và cái ID này thôi chứ không có gì cả. Rồi return dashboard đăng nhập thành công đó, chỉ vậy thôi, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu khó. Rồi xin chào.